Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 7, cũng là ngày lành tháng tốt. Đệ tử Thiện Hoàng xin cùng dưới đấng thiên nhiên ơn trên, Đức Cha Trời Mẫu Mẹ ban hành cho con trì giới một bài kinh sám Cửu Huyền Thất Tổ cho Tử Tôn Phụng Thịnh, để dâng hiến cho tất cả các vị Phật tử và các vị tu sĩ. Mong đức ơn trên thiên nhiên, tiên tổ, nội tổ, hoài tổ cảm ứng chứng minh cho lòng cầu nguyện trì giới chân kinh của con trong ngày hôm nay tác đại chứng minh. Nam mô Huyền Khung Cao Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Nam mô Đức Diêu Trì Kim Mậu, Vô Cực Đại Từ Tôn cảm ứng chứng minh lời cầu nguyện chân kinh của con. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện cầu Thất Tổ Cửu Huyền lễ hầu kính bái sanh tiền tử tôn. Đang tràng lập dĩ gia môn, cuối sinh Thất Tổ bảo tồn điệt nhi. Họ hàng gia quyến lâm ly, Tử Tôn nghiệp cành khó thì dài quan. Cháu con lập lễ đàn tràng, thân bằng quyến thuộc họ hàng hai bên. Quy sinh kiến họ dừng bền, thân bằng quyến thuộc dưới trên đồ. Cửu Huyền Thất Tổ chuyện xoay, hộ cho con cháu đủ đầy ngọc ngân. Trước là đáp nghĩa tư ân, sao là giúp đỡ người dân khổ nghèo. Tạo nhiều phước đức mang theo, lên dình xuống đều nạn kiếp cùng. Nói gương tục lệ ông bà, tạo nhân tạo nghĩa lành xa hằng. Trọn đời giữ vững đạo tu, cuối sinh Thất Tổ hộ phù ngôi gia.
nguyện cầu thất tổ ông bà hai bên. Độ cho dòng họ dừng bền, độ cho nội hoài thoát lên thiên lễ cầu tại chốn gia can, chỉ mong cô bác họ hàng an vui. Nam mô thất tổ khiên xuôi, lỡ cầu tâu quyền dân mùi thơm. Đông Tây Nam Bắc Trung Nam, mỗi nơi mỗi mùi thơm. Quyện dây lâm râm ngay hàng thẳng lối, tay cầm thì dân quả hoa tươi tốt rượu cần, cháu con đành lời kính dân cao trầu. Nghĩa tình thất tổ thâm sâu, ơn cao nghĩa trọng như bầu thải. Lập vị hạ quân ân sâu thất tổ thải sơn sành bằng. Hai dây con gánh nặng quằn, ông bà tiên tổ thân bằng lệnh tông. Hương đăng ấm cung linh hồn, ngày đêm tất cả tự tôn kinh. Dẫu rằng nỗi hoài nơi đâu, lòng thành con quyền ứng hầu giảng lai. Bạc ngân tiền của quanh tài, chỉ cần hiếu thảo gái trai một lòng. Nam mô thất tổ tự dông, trở về hồ đồ trong lòng con. Nam mô A Di
Đà
mắt nghĩa để huynh tay tiếng bất bình quên sanh công dưỡng không tưởng mẹ cha thất tổ ông bà phân ra lễ nghĩa. Từ thơ lập đời không tiếng nhuốc nhơ cho đến bây giờ con thơ quên hết đến chết không chừa bỏ lệ và thưa bỏ lời phiên dạy. Bỏ nhân bỏ ai bỏ cái tư ân cố chấp tham sân nay gần đến chết giống hệt như nhau không có người nào hiểu cao đạo lý. Suy nghĩ tổ tiên ngày trước tạo hiền bản viên tôn tự lực sử dương gia phán xét tại nhà phân ra lễ giao. Dạy bảo dạy ngay cả gái lẫn trai đủ sắc đủ tài tư ân hiếu nghĩa mai mỉa ai đâu đạo đức thâm sâu thiện ác đau đầu thờ chung hữu bao. Dạy phiên con cháu hiểu đạo thánh nhân cô bác ở gần anh em cùng sớm giúp đỡ lẫn nhau bữa cháo bữa rau cho trọn nghĩa tình mới là tôn tự. Nào ngờ sanh sử dạy bảo chẳng nghe tiên tổ không dè cháu con nghịch tử sanh sử lôi thôi. Cảm thấy hỏi ôi lệ giao hết rồi nổi trôi thờ thế bỏ lời tiên thể hiếu lệ toàn gia. Cái thiệt thà quên ta tôn tự sanh sự lôi thôi tan biến hết rồi còn đâu thọ lệ. Không kể mẹ cha cô bác ông bà sanh ra cao thức theo lối Tây phương quên cả từ đường quên công sanh dưỡng. Quên tưởng mẹ cha cô bác ông bà quên ta con cháu quên thảo quên ngay quên hết những ngày thiên tai quy khôn. Hỗn độn quê hương khắp cả phố phường tai ương quy biến lắm tiếng thở than đôi khổ hàng hàng giá can loạn lạc. Khổ tàn khổ mạc khổ khạc ra cho khổ ho ra mau khổ thao hồ bao đôi khổ lộn nhào không sao kể hết. Chết không quên nhưng chẳng đáp đền bỏ sang xứ khác loạn lạc biết bao nay được sang giàu. Danh cao phú quý lại ý của tiền khi khinh trời đất đánh mất lương tâm làm chuyện lạc lầm ham dâm tửu sắc. Mẹ cha nộ nạt ông bà thật là trái lý vì ý của tiền không kiên không nể khi về anh em cứ tưởng người thèm tiền ngân bạc xiên.
bất bình vô sinh vô lỗi, có tội mẹ cha có lỗi ông bà, thật là bất hiếu. Không hiểu tư ân cải và tham sân, không thể sống gần họ hàng gia quyến, lâm tiên thị phi ỷ của khinh khi, coi rẻ khổ gì. Bà con chú bác tạo nhiều việc ác, thất lạc tây phương nay được đủ đầy, về đây lớn lối cho người bà thôi, cho kẻ tiền dây. Đạo đức mờ phai nhiều tiền tài, coi ai cũng nhỏ quên bỏ tổ tiên, không tưởng cửu quyền. Quên cha phụng dưỡng, quên tưởng mẫu thân, lâu lắm không gần ly thân, xa xứ nay tự quên mình, tận hưởng phu vinh quá đẹp quá xinh. Vô tình quên hết tánh nết nhân hiền, học hỏi tổ tiên giáo huấn cửu quyền, mẹ cha dạy vô. Bao bộ ăn sâu lễ bái thỉnh cầu, tiêu tan tất cả tan giả nát lòng, các vị sư ông tôn dòng lễ đô. Nào khổ cháu con đức tánh không còn lễ nghi, con mắt bỏ cách đi đâu thêm thảm thêm sầu. Quên đi tôn giáo dạy bảo, từ xưa nay ráng cố chừa bỏ bừa chi nữa, mau sửa đi con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đầu con lại cửu quyền thất ca tổ, con dập đầu giác ngộ từ đây, mong nhờ thất tổ chuyển xây. Nay con biết lỗi quá đầy tội mang, tội bất hiếu nghinh ngang hồn ẩu, không chăm lo theo dấu cửu quyền, phạm điều thất kinh tổ tiên, thật là xấu hổ buồn phiền biết bao. Con cố gắng tu mau kẻo trễ, quyết từ đây kính lễ ông bà, lập đàn sám hối tại gia, cuối sinh thất tổ ông bà chứng cho. Con sơ sót đắn đo sợ hãi, tạo lỗi nhiều biết phải làm sao, nguyện cầu thất tổ trời cao phan hồng tha thứ, con nào dám quên. Con chỉ dốc đáp đền công đức, tạo dựng lên một bức cơ đồ, thành lòng giữ chữ Nam Mô, cuối sinh cha mẹ vì cô thương tình. Đầu con lại cung nghinh bái lệ, con hết
lòng tiên thệ mẹ cha ăn năn sám hối tại nhà cửu quyền thất tổ thứ tha một lần. Con xin hứa lấy thân tạo phúc, quyết từ đây trong đục tỏ tường, người đời con phải mến thương, anh em huynh đệ lo lường cho nhau, không có dám hai màu đen trắng, lời giải truyền lặng lặng mà nghe, việc gì cũng phải chở che, chân dây gánh giác đặt về câu ca. Chưa lầm lỗi chẳng qua không hiểu, gây đủ điều tội kiếp quả mang, làm cho sao trộn giá can, bây giờ thức tỉnh bàng hoàng biết mau. Con làm lỗi đời nào biết đến, dương nghiệp đời như nhện văn tơ, lỗi lầm không dám làm ngơ, tao thêm cái quả ở đời phải mang. Tội dưới lỗi con đàn cháu lũ, cô dắt nhiều kêu rủ lẫn nhau, phải chi tạo đức thanh cao, nào ngờ tạo tội rủ nhau chen giành. Không tạo thiện chân lành chân thảo, không chịu nghe dạy bảo cha ông, bất trung mà lại một lòng, bất nhân bất hiếu tình thông vô cùng. Kẻ hung ác tôn sùng tôn bái, người hiền lương tranh cãi lôi thôi, ăn năn sám hối muộn rồi, còn ai đâu nữa than hối nhi đồng. Sao không sửa tinh thông tâm tánh, sao không lo xa lánh hận thù, để cho đức tánh mờ lâu, thương thay con cháu mê mù biết bao. Không có biết ngày nào con gỡ, mở cho con cái nợ thế gian, bỏ đi ngôn ngữ sổ sàng, tâm linh sáng suốt vững an đạo đồng. Giữ đức tâm tình chồng nghĩa vợ, tạo nhân hòa mối nợ tình duyên, sống chung phu phụ nhân hiền, tạo ra nhi tử giải truyền chân ngôn. Khi đến lúc lớn khôn không nhiều, không bao giờ mai mỉa một ai, đó là tri sắc nhân tài, do công giải vô quặng khai lúc đầu. Được như vậy dây sầu dây khổ, sống dưới đời bao bổ nhiều hơn, không hề biết oán biết hờn, không ham cao thấp tranh hơn dưới người. Được như vậy vui tươi biết mấy, làm cha mẹ cảm thấy vui lây, cháu con nhân nghĩa đủ đầy, tạo nhiều hạnh phúc sum vầy gia môn. Sống như thế bảo tồn gia quyến, trong họ hàng được tiếng thơm lây, cũng nhờ cha mẹ tổ thầy, chuyển cho tâm trí đủ đầy sáng trong. Đang cố gắng một lòng dạ thảo, đang cố nghe phiên bảo mẹ cha, phát tâm tri sáng hải hà, quang minh chánh trực biết ta là người. Tâm trong sáng vui tươi biết mấy, lòng từ bi như giấy trôi sông, xứng danh con cháu đại đồng, trọn nhân trọn nghĩa tinh thông tín đồ. Giống như người hồ đồ nghịch ngữ, chỉ biết lo sanh sự mà thôi, gặp ai cũng móc cũng môi, cuối cùng cũng vẫn thấy lòi tánh tham.
Sự việc đó đừng ham con hờ, mắng giết người con nợ hay sao? Cũng vì tranh thấp tranh cao, tranh hơn tranh kém lọt vào tâm ấy. Đến lúc đó ấy trời biết mấy, đường sáng trong có thấy đặng đâu. Mất đi lối ngõ quay đầu, dấn thân tội lỗi ăn sâu vào lòng. Gieo nghiệp quả chất chồng tay ách, cũng do con tay sách tay bưng. U mê tâm tánh nên mừng, đến khi nghiệp đến rưng rưng lị hồng. Tại con gieo chất chồng tội lỗi, con tưởng là con tội mà thôi. Con không chịu nghĩ xét xôi, những gì con tạo vừa rồi ra sao. Thiện dưới ác hai màu phân rõ, con làm ngơ con bỏ thì thôi. Bây giờ thức tỉnh muộn rồi, còn đâu chi nữa xét soi thương tình. Nay thầy dạy chúng sinh nhớ rõ, ác dưới lành hai ngõ phân chia. Ác gian đau khổ đầm đìa, hiền lương đức độ ngõ kia rạng ngờ. Không nhớ rõ dạy khờ quá đội, chiêu nhìn học hỏi tổ tiên. Cho nên đức tánh không hiền, tạo thêm nghiệp quả đảo điên tơ bờ. Con dạy con khờ quá đội, sao con không học hỏi cha ông. Dạy con hiếu thảo đại đồng, dạy con Phật tánh tinh thông giáo màu. Cho con khỏi buồn rầu đau khổ, cho tâm con giác ngộ chánh minh. Để con khỏi phải bạc tình, khỏi mang nghiệp chướng tâm linh dày dò. Nếu lúc trước lần mò học hồi, thì bây giờ khỏi tội đỡ không. Thương thay con cháu đại đồng, bây giờ dương nghiệp khó mong giải trừ. Con nhìn thấy những người chân già, sống đến già có đọa chi đâu. Tại vì con hiểu thâm sâu, cho nên cái nghiệp tham sầu dương gian. Sống như thế an nhàn không hờ, sao con hiền lại nỡ quên đi. Tạo thêm nghiệp ác lạ kỳ, để con vướng phải sầu bi vào lòng. Tạo nghiệp ác khó mong giải thoát, biết chừng nào về kịp quê hương. Chuyện hồi sau ngã lưng thường, làm con quên mất con đường về quê. Lưng dưới chuyện ơi trời khổ lắm, biết chừng nào gọi tắm cho xong. Lưng hồi chuyện kiếp mà lòng vòng, kiếp người kiếp thu ham mong nổi gì. Quên thương cảnh cung di thiên quốc, quên đài vàng cảnh vật vô di. Quên luôn chân tướng mơ kỳ, không sao nhớ nổi những gì thiên linh. Quên đức tánh quên mình ai cả, quên số phận xa đọa dương gian. Quên luôn mẫu hậu phụ hoàng, quên luôn tinh tử hạ sang là mình. Đó là tại chính mình quên làng, cha mẹ thầy có giảng con nghe. Nhưng con tưởng đặt thơ về, bán ra kinh sám để đe dọa mình.
tiếc vô tình quá đỗi, không nghĩ si mau dội nghi ngờ, cho rằng thầy tổ đệ thơ đem ra hăm dọa con cờ dương gian. Lợi ích chi trong hàng tiên tổ, mà đề thơ dụ dỗ các con, chẳng qua muốn trẻ an toàn khỏi xa ngã quỷ đặng con hưởng nhờ. Nhưng con lại dạy khờ không hiểu, tạo tội thêm chẳng chịu ngưng tay, nên con phải chịu khổ hoài, làm sao có đặng một ngày an thân. Muốn con được sống gần tiên tổ, dạy cho con giác ngộ tâm linh, nhưng con lại quá vô tình, những lời dạy dỗ không tin chút nào. Nếu muốn cứu không sao thể cứu, suốt đường dài tâm ngủ u mê, làm sao biết ngõ lối về, phải mang số phận nào này bi ai. Phải chịu cảnh đắng cay chua xót, tâm chân hồn tiêu lọt âm ti, làm sao tiên tổ kéo trì để đưa con cháu thoát ly ngục hình. Tại con cháu vô tình vô nghĩa, lời dạy truyền mai mỉa lôi thôi, ăn năn cũng đã muộn rồi, xót xa số phận than ôi thảm sầu. Con có lại có cầu tiên tổ, nói rằng con giác ngộ hôm nay, không ham vật chất lâu đài, nguyện cầu thất tổ Như Lai cứu hồn. Để bảo đảm sinh tồn mãi mãi, ôi thật là khờ dại làm sao. Nghiệp gieo có đất trở cao, dẫu là tiên thánh cứu nào đặng đâu. Gieo nghiệp ác hưởng đà quá ác, gieo nghiệp lành giải thoát hồn thiên. Sao không chịu đức tánh làm hiền, nay sao có được tổ tiên cứu hồn. Độ con cháu an toàn vĩnh cửu, ban con hiền đầy đủ lục căn, hồn thiên con được siêu thăng, trở về tiên cảnh gió trắng thanh nhàn. Khổ một chút quy hoàng rực rỡ, cõi an nhàn con nỡ bỏ sao. Ham chi phố xa nhà cao, chỉ trong khoảng khắc chớ nào bệnh lâu. Đâu có ai mọc đầu sống mãi, đâu có ai cải số lực thiên. Thay gia đổi xác giữ tiền, suốt đời không chết giữ quyến bao giờ. Đâu có ai sống đời mãi mãi, đâu có tranh cãi tử sanh, làm sao có được an lành, trọn đời trọn kiếp chỉ sanh một lần. Dẫu có thanh tiên thần xuống thế, cuối cùng rồi bỏ thể ra đi, không sao giữ đặng một khi, huống là tục thế có chi mà bền. Muốn giữ vững thác lên
lên đài cát được Phật trời tâm mát ha, đó là mơ biết thân ta trọn đời vĩnh cửu hải hà thăng thiên. Đến lúc đó bình yên sung sướng, không còn lo nghiệp chướng bi ai, cũng không than vắng thở dài, cũng không buồn ba những ngày dương gian. Được tươi tốt an nhàn hưởng lạc, quá hào quang dạo mát khắp nơi, nhẹ nhàng tâm trí thanh thơ, không còn vướng bận nợ đời bi ai. Quan đã đủ tài đủ sắc, đi hay về tích tắc mà thôi, không còn số kiếp linh hồi, không còn vương bận nổi trôi dương trần. Còn sung sướng hơn thần hơn thánh, được ra vào phong cảnh tiên thiên, ngồi chung thất tổ cửu quyền, an nhàn phai lạc giữ nguyên đời đời. Nay thất tổ tỏ lời thuyết dạy, cho cháu con biết phải làm theo, giàu cho sung sướng giàu nghèo, hay là khổ đói cũng theo mà làm. Đừng tranh chấp mê ham tiền của, đừng giận hờn chửi rủa mắng ai, đừng nên nói đắng nói cay, nói qua nói lại đỏ đài tâm linh. Đừng suy nhục khi khinh cô bác, đừng tạo ra nghiệp ác nghe con, tuổi đời còn dài còn non, gây nhiều nghiệp quá biết còn hay không. Nay thân tổ cầu mong con cháu nhớ một lòng dạ thảo nghe con, đến ngày nhắm mắt hồn còn chơn linh siêu thoát đặng con hưởng nhờ. Con cố gắng tôn thờ mãi mãi lời cửu quyền chỉ dạy năm xưa, từ nay không dám bỏ bừa nhất tâm phụng kinh giả thưa đàng hoàng. Tại gia thất lập đàn hương an, tự dưới tôn muôn vàng gian sinh, cầu mong thất tổ rộng tình, cháu con nguyện hứa cầu xin suốt ngày. Hiền nhân đức gái trai thọ tự, tâm chân lành ngủ giới nhật niên, nghe lời dạy dỗ thánh hiền, cuối sinh thất tổ cửu quyền chứng đồng thọ giới quy y, những lời dạy dỗ khắc ghi muôn đời. Xin thất tổ đợi chờ con cháu quyết nghe lời dạy bảo phiên răng, không còn giữ tánh hung hăng, từ đây sắp đến ăn năn tu hành. Con nguyện hứa để dành công đức, sống trọn đời trung trực hiền lương, cầu xin thất tổ mười phương
dạy cho con cháu con đường thoát thân. Sanh dưới tử kề gần bên vách, tử dưới sanh có cách bao xa, quá thân cùng dưới ông bà, sanh lai tử biệt không xa nữa rồi. Nay con mơ tỉnh hồi ngộ giác, diệt tà tâm cải ác hành chân, suốt đời đền đáp báo ơn, trọn đời nghĩa tử không sờn không quên. Đầu cuối lại ơn trên tiên tổ, nay cháu con giác ngộ tâm kinh, cuối mong tiên tổ rộng tình, thương giùm con cháu trị kinh cửu quyền. Nhờ hồng phúc nhân duyên thất tổ, cảm hóa hoằng giác ngộ chúng con, dẫu rằng lỗi suối trèo non, thầy không nản chí làm tròn lục căn. Lòng ước nguyện siêu thăng chân già, chỉ mong rằng khỏi đọa tâm linh, nguyện cầu thất tổ rộng tình, ban cho con cháu chánh minh tỏ tường. Nay chỉ muốn con đường giải thoát, nhờ cửu quyền nhỏ giọt kim thân, hiểu rành đạo nghĩa tư ân, hồn thân một thể được gần bên nhau. Muốn giải thoát không sao thể thoát, muốn diệt trừ nhỏ giọt lệ châu, ước mong thêm thảm thêm sầu, dằn tâm không nổi khó cầu lục căn. Cố lãnh nghiệp siêu thăng qua kiếp, chưa biết rằng về kiếp hay không, hiện nay đang đứng giữa dòng, chớ dơ lơ lửng giữa sông dương trần. Nay sắp sửa đến gần cái chết, khẩu ý thân mỏi mệt biết bao, thân xanh đổi sắc đổi màu, hồn linh cảm thất giác vào thôi đưa. Thân khẩu ý mơ vừa giữ dơ, lòng hiền lương chỉ mơ phát sanh, sợ hồn không được an lành, hồn lìa khỏi xác qua sanh thế nào. Con lo lắng xôn xao sợ hãi, không biết rằng con phải làm sao, làm gì mới được thanh cao, làm gì mới được liệt vào trung tiên. Tâm dơ giận lý phiền buồn ba, sợ đảo màu dấp ngã lôi thôi, sợ rằng trì dơ không trôi, tạo thêm cái tội lưng hồi dương gian. Nay con cháu lập đàn hương an, nguyện giải trừ kiếp nạn hôm nay, mong cầu thất tổ hoằng khai, ra công chỉ giải nhi hài tử tôn.
giữ vững linh hồn đắc pháp thì cháu con đền đáp ra sao? Rành đạo lý chi cao, chúng con cũng chẳng ngày nào bỏ qua. Trước bao hiếu mẹ cha dương thế, kính hương trầm đáp lễ tổ tiên, bảo tồn gia thất bình yên, sống cùng cô bác xóm riền thương nhau. Rồi còn phải dồi trao đạo đức, hết một lòng trung trực trung minh, đêm thì trì giới thọ kinh, ngày thì cầu nguyện chúng sinh thoát nạn. Rồi bao trở gia can an ổn, dầu dương trần hỗn độn sơ khai, chúng con trì giới trường chay, thành tâm cầu Phật Như Lai vào lòng. Rồi giữ chữ tam tòng tứ đức, rồi giữ tròn một mực tứ ân, hiền từ giúp đỡ vạn dân, nhiều khi tế lễ thánh thần khắp nơi. Ngày rằm vía xa rờ gia thất, đến chùa chiền chân thật cầu xin, trước là cầu Phật chứng minh, sau là cũng qua nghĩa tình dẫu nhang. Đem tiền của thế gian bố thí, giúp người nghèo khất sĩ công phu, cho người lót giả để tu, giúp người khỏi cảnh cần cầu gian lan. Dầu có khổ không than không tiếc, việc con làm Phật biết hay không, cuối sinh thất tổ chứng lòng, những điều việc đó đúng không cửu quyền. Cho con biết tạo duyên tạo phúc, để hành trì nhẫn nhục công phu, dẫu rằng hành dở quá lô, nhưng con cố gắng cần cù chăm lo. Việc thất tổ bảo cho con biết, làm như vậy hư thiệt ra sao? Lập nền tạo đức thánh cao, hay là niệm Phật được vào cõi thiên? Xin thất tổ cửu quyền chỉ giáo, thân điều nào dạy bảo cho con, tự vong bỏ xác hồn còn, đến khi nhắm mắt chúng con đắc thành. Mong thân tổ dạy rành chỉ rõ, dập con đường mở ngõ cho con, đường nào về đến cung son, đường nào bỏ xác hồn con thanh nhàn. Tại con dạy con khờ mơ hội, có lỗi lầm xa tội long nhi, tu nhân cũng có hiếu kỳ, muốn tìm chánh giác để đi trở về. Xin thất tổ bồ đề thương xót, độ chúng con khỏi lọt âm ti, chúng con sai sót điều gì cũng nhờ thất tổ cứu quý một lần. Đó
đó là bờ ngưu đằng không biết. Linh hồn như thị kiệt sơn băng, không còn tỏ hưởng gió trăng. Lu mờ ưu tối khó dằn tâm mê. Nên không biết ngõ về thiên quốc, quên tâm linh chân thật sáng trong. Buồn thay cho cái lưỡi bồng, xuyên qua leo lại mắt không khổ sầu. Không còn biết quay đầu trở giấc, lòng hiền lương chân thật dấu đi. Âm ngôn khẩu thiết dĩ kỳ, làm cho mất nghĩa hiếu nhi tôn hiền. Cũng vì của gì tiền châu bao, nên học nổi bất đạo vô lương. Làm điều nghịch lý đứng thường, gây ra thảm họa khóc than tương tàn. Nay tình ngộ ngỡ ngàn giả thiết, việc lỡ rồi phải biết làm sao. Hết hồn phải ráng tu mau, gây công chuộc tội chớ nào dám quên. Ráng cố gắng đắp nền tiên tổ, ráng cố lo giác ngộ tâm linh. Gây ra tội lỗi tại mình, bây giờ sám hối quyền xin cửu quyền. Truyền chân pháp mở xiềng mở xích, tạo nghiệp lành phóng thích tâm mê. Chỉ mong tìm ngõ lối về, tìm đường chánh giác cận kề tiên nhân. Mơ có thể dạy hờn dạy quan, mơ thoát đời ngạo bán bi ai. Từ đây cố gắng ăn chay, cho tâm thanh tịnh miệt mài công phu. Cho tư tưởng ngao du thiên quốc, cho lòng mình chân thật hiền lương. Quyết đi cho trọn phận đường, quãng đời còn lại Tây Phương hướng về. Không còn nghĩ ham mê chi cả, không muốn mình xa đọ âm ti. Chỉ mong pháp giới tu trì, chỉ mong ước nguyện tu mi trọn đời. Nay tình ngộ thức thờ cảm giác, tạo nghiệp làm quả ác tiêu tan. Không phiền không não không than, không còn vướng bận thế gian lỗi lầm. Không còn nghĩ lương tâm bất chánh, không còn mang bất hạnh âm ô. Đó là giải thoát ngục tù, cũng là giải nghiệp mở lu của mình. Không còn sống vô tình vô nghĩa, không còn tâm ai mỉa khi khinh. Cuối cùng cũng chẳng được gì, không còn chướng bận sầu bi trong lòng. Giải nghiệp chướng tinh thông bất gì, không còn mang nghiệp qua kéo trì. Quãng đời còn lại quy y, cho thành chánh quả để đi trở về. Con quy
nguyện hứa tiên thầy thất tổ, lòng thành chân ngộ hôm nay, nơi này cả gái lẫn trai, thầy quyền một giả học bài chân kinh. Mong thân tổ chứng minh con cháu suốt cuộc đời hiếu đạo tôn sư, giúp cho ba tánh vạn người hiểu đường chánh giác vui tươi trở về. Xin thất tổ bồ đề chỉ lối, đường đạo tu là mối thâm ân, có duyên sẽ được đến gần, vạn dân một thể sức thân thánh hiền. Đầu cuối lại cứu quyền thất tổ, nay chúng con giác ngộ minh sư, đạo màu thầy tổ có dư, dạy truyền con cháu vạn người siêu thăng. Đầu cuối lại thượng tầng ngọc đế, nay chúng con đảnh lễ hoàng thiên, ban cho thất tổ cứu quyền, hạ phàm dạy dỗ đạo tiên dương trần. Đầu cuối lại kim thân hoàng mẫu, nay chúng con kính tâu cung di, cũng nhờ đức mẹ diêu trì, ban cho thất tổ được đi xuống trần. Để dạy dỗ muôn dân ngộ giác, đánh thức tâm kẻ ác hành nhân, không còn nghĩ oán nghĩ hờn, không còn tranh chấp thua hơn nữa rồi. Ơn đức đó con ngồi nhớ mãi, do diêu trì huấn dạy ban ra, cửu quyền thất tổ mẹ cha, cũng nhờ hoàng mẫu đổ mà siêu thắng. Đầu cuối lại nhiên đăng bồ tát, dùng đèn trờ khai giác cho con, thức tâm trí huệ lọc bòn, tu nhân tích đức ban con linh tòng. Thầy một gia hết lòng ghi nhớ, trọn cuộc đời muôn thở không quên, từ đây cố gắng đắp nền, tạo cho vững chắc vượt lên thiên đàng. Đầu cuối lại thiên hoàng tôn sư, nhờ ơn thầy phụng sự bấy lâu, dạy con biết quả địa cầu, biết đường sanh tử biết đâu là mình. Biết vạn ngã muôn nghìn muôn nẻo, biết giữ mình thật dẻo tâm dai, biết lo trì giới mỗi ngày, biết tìm Phật tánh đắng cay diệt trừ. Biết nằm ấm vui tư hạnh phúc, biết cuộc đời trong đục ra sao, biết nhân biết quả ra vào, biết đường sanh tử tu sao là thành. Chân pháp đó con hành mãi miết, không bao giờ con biết ngưng tay, nhất tâm một giả học hoài, quãng đời còn lại đắng cay mặt tình. Xưa không biết vô minh vô ngà, nay biết rồi con đã tỉnh tâm. Học sao đừng để lạc lầm, học sao đừng để trong tâm dày dò.
không còn sợ đắng đo chi nữa, không còn đường chọn lửa thầy ơi, không còn liều lĩnh ham chơi, dốc tâm học đạo con chờ ngày sau. Được đắc pháp đủ màu đủ sắc, được tổ thầy diệu dắt không trung, sướng vui trong dạ vô cùng, an nhàn hưởng lạc chiêu cũng trọn đời. Con mãi mãi tôn thờ thầy tổ, con được thầy giác ngộ tâm linh, được thầy giảng giải nghĩa kinh, đó là duyên phận của mình hôm nay. Đầu cuối lại các ngày điên thanh, nhờ các ngày nhận lãnh binh thiên, đổ cho sanh chúng tu hiền, hộ cho ba tánh trần miền an vui. Con cảm thấy ngậm ngùi sung sướng, không còn lo phải dương nghiệp trần, giữ tròn Phật tánh an thân, cũng nhờ thầy mẹ thánh thần ban cho. Hộ gia thân ấm no hạnh phúc, hộ gia đình đông đúc cháu con, sướng vui trên dư chu toàn, tâm lành gia thảo các con hòa đồng. Nhờ hồng phúc tiên ông ban phước, nay tự tôn tiếp bước noi gương, sống sao cho trọn phần đường, quãng đời còn lại tai ương diệt trừ. Tạo con cháu phước dư đông hài, tạo tử tôn thọ mãi nam sơn, dầu cho biển cạn non sờn, trọn đời trọn kiếp ghi ân cửu quyền. Đầu cuối lại tiên thiên nội tổ, lễ kinh thành quải tổ lục căn, hai vai con gánh nặng hoằng, nửa đời nửa đạo thi dân báo cầu. Xin nội tổ ban bầu chân giác, mở cho con ngũ giác lục căn, hành thiền giải thoát siêu thắng, cận kề nội tổ một lần long qua. Xin hoài tổ ban ra chân pháp, dạy cho con quy hạp thiên nhiên, đắc thành chánh pháp thần tiên, về cùng thất tổ cửu quyền siêu sanh, được hưởng lạc an lành thượng giới, được trọn đời nơi ở thiên nhiên, không còn đáp báo lụy phiền, không còn khổ sở đau điên dương trần. Được phong thân phong thần tiên trưởng, được an nhàn thọ hưởng bền lâu, sướng vui trong cảnh tây lầu, không còn đau khổ tham sầu ung dung. Nam mô quyền khung cao thượng đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Diệu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Tự Tôn, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô cửu quyền thất tổ thiên tôn, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Minh Châu Ngọc Tướng
Thiên Tôn Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Lòng thành gỡ đến thiên nhiên, cuối sinh thất tổ cửu quyền chứng cho. Độ con hạnh phúc ấm no, độ con xả bớt dày dò bao năm. Cửu quyền tuy ở xa xăm, nhưng con mãi quyền thì thầm nơi đây. Ơn trên thất tổ cao dày, chứng cho con cháu nơi này cầu xin. Giải trừ xả hết bệnh tình, bôn ba khắp sự lưu linh thầy. Cũng nhờ thất tổ trợ duyên, quả thân bảo hộ của tiền đủ ăn. Nghiệp dây quả trả nặng hoằng, bằng cùng khổ hay ăn năn muộn. Đôi lời đôi tiếng con than, lòng thành khẩn quyền giải gian cửu quyền. Ước mong mở xích mở xiên, mở căn nghiệp hòa mở phiền trong tâm. Bấy lâu con đã dập bầm, khổ sầu chất chứa mỗi năm mỗi nhiều. Lý phiền chẳng biết bao nhiêu, tràn trề nghiệp chướng đủ điều hàm mà quan. Nhưng mà cũng chẳng được an, cửa nhà của cày tan quang hệt rồi. Tâm thân bị cuốn bị trôi, nay đây mai đó đứng ngồi không yên. Tiêu tan vật chất của tiền, nhà cao sụp đổ giữ nguyên không tròn. Lạc lội tất cả cháu con, mỗi nơi mỗi hương
mỗi món cả thân. Anh em không được sống gần, bà con quyến thuộc xa dần hệt trơn. Người đời còn tính thua hơn, làm sao sống nổi qua cơn nạn này. Cuối sinh cha mẹ tổ thầy, cứu quyền thất tổ đài mây trở về. Độ con dạy hết thảm thay, bỏ bất não này lý nhỏ dòng châu. Hiện giờ thất tổ nơi đâu, con lại con cầu gian giấy con xin. Cửu quyền thất tổ chứng minh, ban cho tôn từ nghĩa tình thâm sâu. Cháu con bay lễ dòng cầu, lập đàn hương an thịnh hầu tôn sư. Cứu cho con cháu giảng người, thoát dòng tục ly vui tươi rộn. Lại cầu thất tổ hạ sang, trở về ứng chứng các hàng tử tông. Nam mô Càn Khôn Đại Đế Tiên Thiên Thất Tổ Cửu Quyền Cảm Ứng Chứng Minh. Nam mô Cung Viên Thiên Đế Nội Tổ Cửu Quyền Cảm Ứng Chứng Minh. Nam mô Chư Thiên Tam Thiên Hoài Tổ Cửu Quyền Cảm Ứng Chứng Minh. Nam mô Tiên Tổ Đại Cứu Cửu Quyền Cảm